Hình thức mua sắm trực tuyến đã không còn xa lạ trong thời đại công nghệ số như ngày nay. Bên cạnh những ưu điểm như đa dạng mẫu mã, giá thành cạnh tranh và tiết kiệm thời gian của người tiêu dùng, hình thức này cũng tồn tại một số nhược điểm như là lợi dụng lừa đảo. Mới đây thì một người đàn ông tại Singapore đã vô cùng sững sờ khi đặt mua điện thoại nhưng lại nhận về những chiếc ống hút nhựa. Ông Giang, 55 tuổi, lên mạng tìm mua một chiếc điện thoại cho vợ. Sau một hồi tham khảo trên một sàn thương mại điện tử, ông cũng kiếm được một mẫu ưng ý với giá là 447 đô la Mỹ. Giang cho rằng mình đã mua được giá hời vì rẻ hơn 180 đô so với cửa hàng bên ngoài. Mức ưu đãi được tính vào tháng 9 năm 2022. Vài ngày sau, sản phẩm được giao đến nhưng chỉ bọc trong một gói nhỏ. Thấy điều bất thường, người đàn ông vội mở ra và thấy toàn ống hút nhựa màu đen thay vì chiếc điện thoại mà ông đã đặt. Giang nhanh chóng yêu cầu shipper chụp lại vài bức ảnh để làm bằng chứng và liên hệ với Lazada để báo cáo trường hợp của mình. Sau trải nghiệm này, Giang nói rằng ông sẽ chỉ mua điện thoại di động từ các cửa hàng truyền thống.